Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện cầm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 366: Tây Nhung đề nghị hòa thân. Tứ hoàng tử nhớ lại phong thái diễm lệ cùng ngữ khí ngạo mạn của nữ tử khi gặp ở trên đường đến dưỡng tâm điện vừa rồi, ánh mắt liền sáng lên nhìn Minh Đế nói: Nhi thần muốn nạp đích nữ của đột an bá là quận quân vận ninh làm trắc phi, vào lúc tứ hoàng tử nhắc đến quận quân vận ninh trên mặt minh đế liền xuất hiện biểu tình cổ quái. Ánh mắt hắn trầm tư như đang rơi vào hồi ức, trong đầu liền nhớ lại cảnh tượng trên lầu cao cô gái ấy nhào vào trước người hắn ngăn cản mũi tên. Khuôn mặt nàng còn đôi nét trẻ con so với người trong trí nhớ của hắn có vài phần giống nhau nhưng dù như thế nào cũng không nhập lại là một được. Có vài thứ một khi đã mất đi thì vĩnh viễn không lấy về được nữa trong đôi mắt ẩn chứa sự tinh anh của minh đế lại lộ ra một tia hoàng hốt nhưng vẫn không quên việc trước mắt mắt nhìn xuống nhi tử đang quỳ xin giọng nói có chút nghi hoặc hỏi ngươi muốn nạp thẩm vân khanh làm chắc phi ngựa khí của ông như muốn xác nhận lại một lần nữa làm cho tứ hoàng tử thoáng cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ trong lòng phụ hoàng đã có dự định gì đó cho thẩm vân khanh nhưng hai ngày nay hắn đã sai người điều tra kỹ càng thì không thấy nhà quan viên nào trong chiều có ý muốn cầu thân với đột an bá do vậy hôm nay mới thừa dịp đề xuất. Đúng vậy thưa phụ hoàng. Tứ hoàng tử lại khẳng định nói. Thân mình minh đế hơi hơi ngả về phía sau tựa vào ghế dựa lớn bằng gỗ trầm, trên mặt mang theo nét tươi cười, long bào hoàng kim dưới ánh nến lập lòe tỏa ra ánh sáng màu vàng. Ông tiện tay cầm lên một quyển tấu chương trên bàn giọng nói mang chút thú vị đáp, tứ hoàng tử, người đứng lên nhìn phần tấu này xem. Tứ hoàng tử không nhận được đáp án như trong dự đoán nên ánh mắt có chút nghi hoặc vén trường bào đứng lên, dưới ánh nhìn đầy thâm ý của minh đế bèn đem bản tấu trương đặt trên bàn cầm lên. Khi hắn đọc sơ qua nội dung trong bản tấu chương xong đôi mắt liền biến thành băng lãnh và chứa một chút kinh ngạc thậm chí có một tia kinh hoàng. Tuy nhiên trừ bỏ sắc mặt hơi có chút kinh ngạc ra thì không nhìn ra biến hóa nào khác người nghĩ sao hai tay minh đế nắm lại đặt ở trên bụng nhìn tứ hoàng tử buông xuống tấu chương liền lên tiếng hắn ngẩng đầu hỏi đây là tấu chương yêu cầu hòa thân của tây vực ừm um, làm sao có thể yêu cầu giữa hùng yên thải và thẩm vân khanh phải chọn ra một người tứ hoàng tử nhìn đến phần tấu chương này trong lòng không đơn giản chỉ là kinh ngạc Ngày bản tấu chương được trình lên là hôm qua hơn nữa là từ miệng sứ giả Tây vực viết ra, trong đó nhắc tới thái tử Tây vực cùng An Tố Vương Tây vực vì mục đích đạt thành hiệp nghị ngừng chiến giữa Tây vực cùng Đại Ung đã cử sứ giả đi đến Đại Ung với mong muốn ở Đại Ung chọn ra một vị thái tử phi thông minh xinh đẹp đưa trở về. Ý tứ cũng chính vì giao hảo của hai nước mà lấy phương thức hòa thân để càng củng cố thêm hiệp nghị này. Mà hiển nhiên thái tử Tây vực và An Tố Vương ngày hôm qua đã sớm đến Thiên Việt thành bọn họ nói rằng ở trên đường nhìn thấy phong thái của công chúa quý thuận và quận quân vận ninh nên hy vọng có thể cưới được một trong hai nữ tử này làm thái tử phi cao quý của bọn họ mặc dù có chút thắc mắc vì sao thái tử Tây Vực lại nhìn chúng công chúa Quý Thuận và quận quân Vận Ninh nhưng điều khiến tứ hoàng tử giật mình là để Tây Vực cùng đại ung đạt thành hiệp nghị đình chiến này tất nhiên không phải là việc xảy ra trong chốc lát vậy mà hắn lại không hề nghe đến tin tức gì cho đến khi Minh Đế đem bản tấu trương đặt ở trước mặt hắn mới biết được có chuyện này xảy ra. Việc này nói lên điều gì? Chính là việc đình chiến lần này Minh Đế không cho hắn đi xử lý. Thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không tiết lộ cho hắn biết một chuyện quan trọng như vậy mà không cho hắn biết đồng nghĩa với việc chưa yên tâm về hắn sợ hắn lợi dụng cơ hội hiệp đàm cùng tây vực mà âm thầm làm thêm hoạt động gì khác để từ đó lôi kéo được thêm lực lượng trợ giúp hắn trên con đường trở thành thái tử tứ hoàng tử chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt rét lạnh trải qua năm tháng gương mặt của vị đế vương đang ngồi nơi ghế cao kia đã xuất hiện những vết tích của thời gian nhưng ánh mắt lại càng thêm thâm trầm sâu sắc toát ra sự minh mẫn Hắn biết gần đây Minh Đế đối với những việc liên quan đến người ở xung quanh hắn có điều bất mãn. Từ cảnh hữu thần rồi nhị công chúa cho tới An Ngọc oánh rồi Tiết Quốc Công đều đã gieo xuống một mầm mống trong lòng Minh Đế mà trước mắt hạt mầm này đang dần dần trưởng thành và có lẽ đến một lúc nào đó sẽ bị nhổ bỏ như bao mọn cỏ dại khác. Chỉ với một nội dung trong bản tấu chương đã nói rõ mọi chuyện khiến tứ hoàng tử suy nghĩ đến nhiều việc. Khóe môi hắn khẽ mím lại, thật cẩn thận tự suy xét mọi chuyện. Minh đế nhìn biến hóa của tứ hoàng tử thu vào trong đáy mắt, qua đó cũng hiểu được việc cho hắn xem bản tấu trương vừa rồi đã khiến đứa con trai này hiểu rõ tâm tư của ông. Gần đây chuyện thị phi bên cạnh tứ hoàng tử thường xuyên xảy ra, Minh đế sẽ không bài trừ khả năng có khác người động tay động chân trong đó bởi ông hiểu được ngoài tứ hoàng tử thì mình cũng còn hai người hoàng tử đã trưởng thành nhưng nhớ lại ngày trước khi tiết quốc công cầu tình mà gần một nửa đại quan trong triều đều quỳ theo cầu xin điều này thật sự làm cho Minh Đế cảm thấy không thoải mái chút nào. Tiết quốc công là một nhà có đủ quyền thế tôn quý để được xưng quyền khuyên vua và dân rồi. Đối với đế vương mà nói có đôi khi một triều thần có lực ảnh hưởng lớn như vậy thì là chuyện tốt, nhưng phần lớn sẽ làm đế vương trở nên kiêng kỳ. Hơn nữa trên người An Ngọc Oánh còn mang sát khí bên cạnh đó từng hành động của An Ngọc Oánh và Tiết Quốc Công trong giấc mơ đêm ấy lại khiến Minh Đế càng thêm nghi ngờ. Tuy sau này khi An Ngọc Oánh gả cho tứ hoàng tử sát khí sẽ bị đánh tan nhưng đối với nhi tử lạnh lùng này của ông cũng sẽ có chốt chèn ép. Sau khi đạt được mục đích sắc mặt của Minh Đế có chốt nhu hòa, đôi mắt thâm trầm tựa hồ rất hứng thú rừng ở trên bản tấu trương rồi nói, Thái tử Tây Vực Hách Liên An Nguyên nói hắn cho người vào nơi thiên kim đại ung tụ tập đã đưa ra câu đố chọn thái tử phi mà người có đáp án đúng và nhanh nhất chính là yên thài cung thẩm vân khanh hắn có vẻ rất vừa lòng đối với tài năng và dung mạo của hai người bọn họ nên đến lúc ở trên thịnh yến sẽ cầu hôn xin chấm ban thưởng một người cho hắn trong dưỡng tâm điện hương an thần được đốt lên chậm rãi lan tỏa nhưng ánh mắt của tứ hoàng tử lại hoàng hốt con người của hắn co rút nhanh bởi vì hắn nghe ra hàm ý trong lời nói của minh đế Minh Đế đối với Hùng Yên Thải trân trọng cỡ nào thì toàn bộ kinh thành ai mà không biết, ai mà không hiểu. Ngay cả việc nàng ta thích ngự phượng đàn mà hồ nháo lớn chuyện ông cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Mà quan hệ giữa Tây Vực cùng Đại Ung cho tới nay cũng không hòa hợp. Từ thời của tiên đế Tây Vực đã cùng Đại Ung đánh gần 30 cuộc chiến ở vùng biên giới trong đó trận chiến năm trước là bùng nổ lớn nhất cho đến khi Ngư Phượng đàn mang binh tiến đánh giết chết một nửa binh mã Tây vực, làm nguyên khí Tây vực đại tồn mới có thể khiến hai nước đồng ý đi đến hiệp nghị đình chiến này. Tất nhiên hiệp nghị này chỉ bảo đảm khi thực lực hai bên đang rằng co ở thế cân bằng, nếu một khi có một bên mạnh hơn bên kia thì tùy thời cũng có thể lại bùng nổ chiến tranh. Đến lúc đó người bị chọn làm hòa thân nhất định là người đầu tiên rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan giữa hai mặt giáp công. Với tình huống như vậy Minh Đế làm sao nỡ để cho công chúa Quý Thuận đi chịu tội cho nên ở trong lòng Minh Đế đã sớm quyết định người được chọn cho lần hòa thân này, đó là Thẩm Vân Khanh. Chính vì vậy khi tứ hoàng tử đưa ra yêu cầu muốn nạp Thẩm Vân Khanh làm chắc phi Minh Đế đã không trả lời mà cho hắn nhìn bản tấu chương kia. Giờ khắc này tứ hoàng tử cảm thấy nội tâm có chút khó chịu, không thể nói ra loại cảm giác này là như thế nào. Rõ ràng lúc ở trong hoa viên nhìn đến Thẩm Vân Khanh và nghe nàng nói những lời lạnh lùng như vậy trong lòng hắn thực sự tức giận rất muốn đem sự kiêu ngạo của nàng dẫm dưới chân mình cho nên hắn muốn đem Vân Khanh nhốt ở hậu viện sống uổng phí cả đời. Nhưng lúc này khi biết Vân Khanh trở thành người được chọn cho cuộc hòa thân, cứ như vậy theo người ta đến nơi hàn mạc phía tây bắc xa xôi hắn lại cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng nếu đưa nàng đến tây vực thì đây không phải là một cách hành hạ rất tốt sao? Gả đến một nơi lạ lẫm cách xa ngàn dặm phải đối mặt với hoàn cảnh và con người xa lạ trong khi bên cạnh không có bằng hữu, không có người thân muốn làm bất cứ chuyện gì đều phải đắn đo suy nghĩ thì so với ở hậu viện của hắn không phải càng khó chịu sao? Nhưng hắn chính là không muốn nàng đi. Nhưng Tứ hoàng tử cũng hiểu rõ ràng lựa chọn của Minh đế tuyệt đối là Thẩm Vân Khanh mà không phải là Hùng Yên Thải cho dù thẩm vân khanh có là người từng xả thân cứu đế vương một mạng hay không thì lợi ích của một quốc gia làm sao có thể bằng cuộc đời một người tứ hoàng tử đang muốn nói còn có người khác có thể thay thế thẩm vân khanh hay không nhưng khi hắn mang theo suy nghĩ này ngẩng đầu lên đúng lúc đón nhận tầm mắt sáng rực của minh đế tựa hồ như đang đợi hắn mở miệng nếu lúc này hắn mở miệng thì đồng nghĩa với việc phạm thêm sai lầm minh đế đã biểu đạt cực kỳ rõ ràng rồi lần hỏa thân này là bắt buộc bởi nàng chính là người có thể làm cho thái tử Tây Vực vừa lòng mà lại không phải là người quan trọng do đó không cần phải thay đổi. Lúc này tứ hoàng tử mới nhớ tới hắn vừa rồi còn đang kỳ quái tại sao Tây Thái Hậu lại có thể thay đổi cách nhìn với thẩm vân khanh thậm chí còn muốn nàng ở lại trong cung ngủ cùng bởi vì đằng sau sự cưng chiều muôn phần kia là ý chỉ ban hôn nơi xứ người. Lúc này Vân Khanh sau khi bị tứ hoàng tử quấy giày đã mất cả hứng ngắm hoa, cho dù hắn đã đi rồi cũng không còn tâm tình thưởng ngoạn liền mang theo cung nữ trở về. Đây không phải là quận quân vận ninh sao? Thật là trùng hợp quá. Dưới bóng đêm trong muôn hoa bảo chiêu nghi tiến đến chân thành nói, sắc mặt mang theo nét ngạc nhiên vui mừng, đôi mắt long lanh như nước dưới ánh trăng tản ra ánh sáng chập chờn Vân Khanh nhìn nàng cười nhẹ, đêm nay ánh trăng không tệ, ngay cả bảo chiêu nghi cũng đã đến đây ngắm trăng rồi cũng không hẳn vậy, không nghĩ tới lại vừa vặn gặp được quận quân vận ninh. Xem ra Thái Hậu rất thích quận quân nên mới để quận quân ngủ ở trong cung làm bạn. Thực sự bảo chiêu nghi có dung mạo rất đẹp đặc biệt khi cười rộ lên làm cho người ta cảm thấy lúng đồng tiền trên má nàng là thứ xinh đẹp hồn nhiên nhất. Đáy mắt Vân Khanh lộ ra ý cười nhưng trong đầu lại suy nghĩ, lúc sáng vị bảo chiêu nghi này xuất hiện đã là việc rất không bình thường. Ban đêm cũng, đúng dịp, xuất hiện như vậy, Rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Nàng không biết là mình cùng với một cung phi thì có duyên phận đặc biệt gì. Quận quân có lẽ là lần đầu tiên ở trong cung, phong cảnh trong hoa viên này ban ngày như vậy nhưng dưới ánh trăng lại có khác một ý vị thanh lãng, nên thơ gợi nhớ tới câu thơ: Minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu. Ánh trăng xuyên qua lá tùng, nước xanh chảy trên đá. Bảo Chiêu nghi là người hay nói khi nói chuyện trong mi mắt liền mang theo ý cười tự nhiên mà tiêu sái đến bên cạnh vân khanh lúc này ở trong hoa viên thanh âm của nàng ta trong trẻo phối hợp với câu thơ đọc lên làm cho người khác cảm thấy thật sảng khoái khóe miệng vân khanh khẽ cười nghe nàng ta cứ thao thao bất tuyệt mà nói liên tục ánh mắt nàng lại để ý trên tay nàng ta không còn cầm quạt tròn như buổi sáng liền vô ý hỏi buổi sáng ta thấy bảo chiêu nghi cầm một cây quạt tròn rất đẹp trên quạt thiêu bằng tơ nguyệt quang nếu vào ban đêm chắc là càng thêm lộng lẫy. Tự hồ không nghĩ tới Vân Khanh lại để ý đến cây quạt ban sáng của mình, nụ cười của Bảo Chiêu nghi hơi khượng lại rồi kéo tay áo nói, ban đêm một người đi ra tản bộ cũng không mang theo quạt, không ngờ lại được quận quân để ý điều đó. Bởi vì gia phụ là làm kinh doanh vải dệt nên về phương diện này ta đương nhiên cũng biết một ít. Vân Khanh gật đầu tùy ý giải thích, một chút cũng không cố kỷ, kiêng rẻ vì mình là con gái của thương nhân điều này khiến Bảo Chiêu Nghi khen ngợi nói, quận quân tính tình thẳng thắn thật ra rất hợp với tính cách của ta. Bảo Chiêu Nghi dẫn Vân Khanh đi dạo, mỗi lần khi đến giao điểm trên đường đều hơi nghiêng thân mình, dùng tư thế cả người để chỉ đường cho Vân Khanh. Vân Khanh làm như không biết cứ theo sự chỉ dẫn của nàng đi về phía trước. Con đường Bảo Chiêu Nghi dẫn đi nhất định có vấn đề nhưng hai cung nữ đi theo phía sau cũng không có mở miệng ngăn cản nàng hai cung nữ này là thái hậu đặc biệt ban cho Vân Khanh. Nếu hôm nay thần nữ được thái hậu giữ lại qua đêm xảy ra vấn đề gì thì tuyệt đối cũng trốn không thoát trách nhiệm cho nên chỉ có thể nói đường mà bảo chiêu nghi dẫn đi chắc là một thông lộ khác hướng về từ ninh cung như vậy cung nữ mới không mở miệng ngăn cản Nhưng tại sao bảo chiêu nghi lại dẫn nàng đi theo một con đường khác? Trong hoa viên có một hành lang dài do cây tùng được cắt tỉa mà thành. Thần tùng cao lớn buông xuống tảng lá xanh biếc mặc dù trăng tròn sáng như bạc cũng không chiếu vào được. Bóng đêm tĩnh lặng, ngẫu nhiên có vài cánh hoa ở phía trước bay tới mang theo một mùi hương nồng đậm. Thật ra nơi này rất thích hợp cho việc tản bộ vào ngày hè. Vân Khanh nhìn hành lang thật dài và gấp khúc bằng tùng này ôn nhu nói và quay đầu nhìn Bảo Chiêu Nghi. Trong đêm tối không thể nhìn rõ gương mặt của nàng ta nhưng vẫn có thể thấy được đường nét thanh tú. Đúng là vậy. Rất nhiều tần phi đến mùa hè đều yêu thích tới nơi này dài sầu bởi ánh nắng gay gắt, không thể chiếu đến lại có gió mát nhẹ thổi tới từ thái cực trì không xa nên không khí cực mát mẻ, giọng nói của Bảo Chiêu nghi khẽ khàng nhưng ở chỗ này lại nghe như có cảm giác vắng lặng, mặt khác con đường lại tối mịt khiến giọng nàng ta như thiếu vài phần linh khí. Vân Khanh nhíu mày cười, gương mặt nàng ẩn trong đêm tối lại có chút lạnh ý. Hai người sóng vai bước đi mà không nói lời nào khiến không gian yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng quần áo lay động theo bước chân vang lên hết sức rõ ràng. Đi qua một đoạn rẽ có một cây mỹ nhân tiêu cao khoảng hai thước, lá xanh mượt lấp loáng ánh trăng. Bảo chiêu nghi dường như cảm thấy hơi lạnh, hai tay hướng vào trong tay áo lại chỉ vào phía khác của vườn hoa nói, quận quân, ngươi xem, chỗ đó là tương tư thụ nổi tiếng trong vườn truyền thuyết kể rằng cây này do kiền đế và khôn đế cùng nhau gieo trồng, đến nay đã được 200 năm rồi. Tương tư từ thụ vốn không phải loại cây tương tư gì, chẳng qua là vì tình yêu của càn khôn song đế khiến mọi người ngưỡng mộ nên đặt cho cây này một cái tên sâu sắc như vậy. Vân Khanh khẽ gật đầu nhưng không đến xem mà cầm tay của Bảo Chiêu Nghi nói, người với ta cùng đi nhìn xem. Ủa, Bảo Chiêu Nghi, người đang nắm trong tay vật gì vậy? Bảo Chiêu Nghi kinh sợ ngay sau đó có một vệt sáng bắn tới trên mặt nàng ta cùng với một tiếng mèo kêu vang. Một con vật lông trắng nhảy trồm tới cào lên mặt Bảo Chiêu Nghi. Bảo Chiêu Nghi lập tức thét chói tai, mặt của ta, nhanh, người đâu, mặt của ta. Trong bóng đêm khóe miệng Vân Khanh cười khẽ, lập tức buông tay đi theo tiếng kêu của nàng ta và cũng bối rối gọi to, Bảo Chiêu Nghi, ngươi làm sao vậy? Người tới, màu đem bảo chiêu nghi diều đến từ ninh cung đi. Từng dòng máu tươi chảy ra từ trong kẽ tay đang ôm lấy mặt của bảo chiêu nghi. Ẩn dưới biểu tình kinh hoàng của vân khanh là đôi mắt lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm khó mà tan chảy. Trong từ ninh cung, tây thái hậu ngồi ngay ngắn ở chính vị, nét mặt thâm trầm, ánh mắt tức giận nhìn cung nữ trên tay bưng chậu đang đi lui tới trong thiên điện. Vân khanh ngồi ở phía dưới sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng bệch thoạt nhìn dường như đang bị kinh sợ, món tay gắt gao nắm chén trả cúi đầu suy nghĩ. Khoảng hai khắc sau dường như Tây Thái Hậu không ngồi im được nữa bèn đứng lên đi vào trong thiên điện. Vân Khanh cũng đi theo Tây Thái Hậu vào bên trong. Trong phòng nồng nặc mùi máu tươi trộn với mùi thuốc, cung nữ ngồi xổm trước giường đem chậu nước bẩn cuối cùng bưng ra ngoài. Bảo Chiêu Nghi nằm ở trên giường, trên mặt là lớp lớp băng gạc màu trắng, món tay trắng noãn đang gắt gao cầm lấy ống tay áo của ngự y thì thào hỏi ngự y mặt của ta ra sao có thể chữa khỏi hay không có thể để lại sẹo hay không giọng nói của nàng ra run rẩy sợ hãi thậm chí không để ý hình tượng mà túm lấy ống tay áo của ngự y cho dù ngự y lôi kéo thế nào cũng không dứt ra được Gã quay đầu nhìn thấy Tây Thái Hậu đang đi tới nhìn tay gã với cặp mắt âm trầm khiến gã sợ tới mức mãnh liệt hất tay vội vàng lui ra sau hai bước rồi xoay người lại quỳ xuống nói với Tây Thái Hậu, vì thần tham kiến Tây Thái Hậu. Thanh âm của hắn hơi hơi run, đầu cúi thấp, bảo chiêu nghi là phi tử của Minh Đế, ngày thường cho dù trần đoán cũng phải tận lực tránh tiếp xúc ra thịt. Nhưng vừa rồi bảo chiêu nghi lại túm lấy tay áo và bị Tây Thái Hậu trông thấy làm cho gã đổ từng trận mồ hôi lạnh chỉ mong cái mạng già không bị trừng phạt là đủ rồi. Ánh mắt Tây Thái Hậu lạnh lùng liếc nhìn ngự y, hiển nhiên đối chuyện vừa rồi có chút bất mãn nhưng bà vẫn chưa mở miệng truy cứu việc này mà chỉ hỏi, ngự y, vết thương của Bảo Chiêu Nghi như thế nào rồi? Tất cả tâm trí của Bảo Chiêu Nghi chỉ mải lo lắng cho vết thương trên mặt nên khi nhìn thấy Tây Thái Hậu liền đem cánh tay đang vươn ra thu về và đợi ngự y trả lời. Ngự y thấy mình đã tránh được một kiếp mới đứng thẳng người trả lời. Hồi bẩm thái hậu, vết thương trên mặt bảo chiêu nghi là bị mèo cào, hiện đã được cầm máu nhưng... Ngự y hơi do dự, bảo chiêu nghi vội vàng hỏi, nhưng nhị cái gì? Người mau nói đi. Ngự y ngẩng đầu nhìn thấy Tây Thái Hậu cũng có ý thúc giục liền một mạch nói hết. Trên mặt bảo chiêu nghi trừ vết cào ra trong miệng vết thương còn phát hiện có thành phần hồng trần tẫn. Hồng trần tẫn, đó là thứ gì tây thái hậu hỏi ngự y đáp là một loại dược liệu nếu tiếp xúc bình thường sẽ không có vấn đề gì nhưng nếu miệng vết thương chạm đến sẽ khiến vết thương trở nên hư hoại rất khó khép lại cho dù khép lại cũng để lại xèo làm sao có thể có thứ này mặt tây thái hậu biến sắc lớn tiếng hỏi có lẽ là trên móng con mèo đó có bôi hồng trần tẫn nên mới có thể trong lúc cào người bị thương thì cũng đem hồng trần tẫn lẫn vào trong miệng vết thương Ngự y vừa nói xong liền nghe được tiếng thét thất thanh của bảo chiêu nghi, không, không đâu, chỉ là bị mèo cào mà thôi làm sao có thể có sẹo. Ngự y, người nhất định phải chữa khỏi mặt cho ta. Trời ơi, mặt của ta. Ngự y lúng túng khó xử quay đầu đi, thấp giọng nói, bảo chiêu nghi, cũng không phải vi thần không trị cho người mà thật sự có thể điều trị nhưng nhất định sẽ lưu lại sẹo là một mỹ nhân trong cung thì dung nhan chính là vũ khí sinh tồn của các nàng. Các nàng có thể không phải là quốc sắc thiên hương hoặc có thể không phải là khuynh quốc khuynh thành nhưng tối thiểu cũng được coi là xinh đẹp, có khuôn mặt không chút tì vết bời ở trong hậu cung ý vị như thế nào thì không cần nói cũng biết. Làm nữ nhân của hoàng đế, cho dù hoàng đế không cần thậm chí hoàng đế đã chết thì nàng vẫn là nữ nhân của hoàng đế không thể giống như những phụ nữ bình thường khác sau khi bị hưu còn có cơ hội tìm kiếm một mối tình khác. Nếu không được đế vương sủng ái thì chờ đợi mình chính là tường thành lạnh như băng cùng đêm tối vô tận. Ở trong thâm cung này, những người vì tịch mịch mà tự sát hay người bị vắng vẻ mà đã bị vũ nhục hoặc người không chịu nổi mà biến thành điên cuồng không phải là ít. Vân Khanh đứng ở phía sau thản nhiên cười, nhìn khuôn mặt bảo chiêu nghi bị băng vải quấn lại chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp nhưng tràn ngập sợ hãi. Nàng ta dãy rùa từ trên giường đứng lên, không, công chúa quý thuận không nói như vậy. Nàng nói chỉ cần để con mèo cào trúng mặt của quận quân vận ninh mà thôi. Nàng không có nói gì đến, hồng trần tẫn, nàng chưa từng nói gì cả, chưa từng nói gì hết. Bảo chiêu nghi vừa bò vừa dãy ruộng mà lết về phía Tây Thái Hậu gào khóc, Tây Thái Hậu, ngài cứu nô tỳ cứu khuôn mặt của nô tỳ đi. Có khuôn mặt như vậy thì với nô tỳ cũng không khác gì đã chết. Tiếng gào la của nàng ta khiến sắc mặt Tây Thái Hậu phát lạnh, bảo chiêu nghi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bảo chiêu nghi lúc này đã bất chấp tất cả nếu mặt nàng bị hủy thì cuộc sống ở trong cung sau này ngay cả thứ cơ bản nhất cũng sẽ không có, nô tỳ không có nói lung tung. Chính công chúa Quý Thuận bảo nô tỳ mang theo quận quân Vận Ninh đi qua Tùng Bách Lộ nàng nói muốn cho quận quân vận ninh một chút giáo huấn. Tây Thái Hậu, trong hậu cung này chỉ có công chúa Quý Thuận, có một con mèo trắng mà chỉ có con mèo của nàng là thích nhất chơi đùa bắt chụp ánh sáng. Nếu người không tin thì bây giờ hãy lập tức đến nơi đó xem. Các người còn không nhanh bịt miệng của nàng ta lại cho ai ra. Tây Thái Hậu nhìn khuôn mặt đầy băng trắng của Bảo Chiêu Nghi, nghe lời khóc kể của nàng ta nhưng trong lòng không có một chút thương hại nào mà lại hướng về những người đứng xung quanh lớn tiếng hô sau đó bà ta quan sát vân khanh tựa hồ như muốn từ trên người của nàng tìm kiếm phát hiện được điều gì đó nhưng vào lúc này bên ngoài đột nhiên có người hô lớn nói công chúa quý thuận đến mọi người đều sửng sốt chỉ có bảo chiêu nghi như người đi lạc trong sa mạc nhìn thấy ngôi sao chỉ đường liền thoát khỏi kiềm chế của hai công nữ và hướng về phía quý thuận công chúa chạy tới công chúa, mau cứu ta. Người có giải dược của Hồng Trần Tẫn, phải không? Công chúa Quý Thuận vừa tiến vào nhìn đến khuôn mặt toàn là băng gạc màu trắng của Bảo Chiêu Nghi đang nhào tới thì hơi bất ngờ liền đá văng Bảo Chiêu Nghi ra, trực tiếp đi đến trước mặt Vân Khanh chất vấn, vì sao ngươi không bị sao cả? Vân Khanh hơi giật mình, đôi mắt mang theo nét hồn nhiên nhìn biểu tình kinh ngạc của công chúa Quý Thuận nổi, tại sao công chúa Quý Thuận lại hy vọng người gặp chuyện không may là ta như vậy? Trong tay công chúa Quý Thuận ôm một con mèo lông rậm màu trắng, hai con mắt xanh mượt nhìn nhìn chung quanh. Vân Khanh nhìn con mèo màu trắng mà nội tâm cười lạnh không thôi. Vị công chúa ương ngạnh này từ lúc ở hội thường quốc đã có ý muốn xuống tay với nàng nhưng vì có quận chúa mộc vụ ở đó mà không thể trực tiếp xuống tay, thế nhưng lại sai người khác hạ thủ muốn cho con mèo trắng này cào nát mặt nàng lại còn bôi vào móng nó chất hồng trần tẫn, hủy đi dung nhan. Chẳng lẽ trên đời này mọi người đều phải theo ý của nàng ta sao? Cũng bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp liền muốn hủy dung nhan của nàng sao? Trên đời này không có ai vĩnh viễn là môi sao, cho dù là đế vương cũng có văn nhân học sĩ không phục hắn mà trực tiếp chửi rủa vậy mà nàng ta chỉ là một cô công chúa lại nghĩ rằng mình có thể khống chế vạn vật sao? tại sao đám người hoàng gia này lại sinh ra những người khiến người khác chán ghét vậy chứ? Ai ai cũng cao cao tại thưởng, tự cho rằng mình nắm giữ mọi thứ trong tay. Giờ khắc này trong lòng Vân Khanh đối với hoàng gia có một loại chán ghét vô cùng, chán ghét địa phương này, chán ghét người nơi này. Ánh mắt Tây Thái Hậu nhìn Vân Khanh tựa hồ có một trạng thái khác lạ vụt qua. Lúc này Vân Khanh đứng ở trong thiên điện sắc mặt có chút lạnh nhạt nhìn công chúa quý thuận chờ nàng ta trả lời nếu không phải kẻ ngốc thì ai cũng hiểu ý trong lời nói của Bảo Chiêu Nghi. Hơn nữa công chúa Quý Thuận vừa tiến vào với những biểu hiện như vậy cũng chứng minh được âm mưu này là do công chúa Quý Thuận bày ra, chỉ là cuối cùng bởi vì ngoài ý muốn mà người bị hại đổi thành Bảo Chiêu Nghi thôi. Tây Thái Hậu nhìn công chúa Quý Thuận rồi liếc mắt sang đám công nhân lạnh lùng nói, các ngươi còn không mau đem Bảo Chiêu Nghi nâng dậy. Nàng ta bị chấn kinh nên quá sợ hãi chẳng biết thể thống gì nữa, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Chỉ một câu nói đã đem lời vừa rồi của Bảo Chiêu Nghi truyền thành vì kinh hách qua độ mà nói năng lung tung không đáng tin. Bảo Chiêu Nghi không ngờ mình giúp công chúa Quý Thuận làm việc để lấy lòng Tây Thái Hậu và Minh Đế. Ai ngờ cuối cùng lại bị cào nát khuôn mặt, dung nhan bị hủy lại còn bị công chúa Quý Thuận không chốt do dự đá văng ra nên ánh mắt tràn ngập hận ý chỉ tiếc không thể đi cào nát khuôn mặt kiều mị động lòng người của công chúa Quý Thuận. Nhưng bảo chiêu nghi còn chưa kịp có hành động gì đã bị công nhân do Tây Thái Hậu nói ra lời cảnh cáo đạp một cước lên lưng, hai tay bị trói chặt, miệng cũng bị nhét khăn. Vân Khanh lạnh lùng nhìn bảo chiêu nghi càng ra sức dẫy rùa thì càng kiềm giữ chặt hơn. Vết thương trên mặt bởi vì dùng sức quá độ mà nứt ra máu loãng thấm qua lớp băng gạc làm cả người máu me be bé bét. Nếu không phải do bảo chiêu nghi tự nổi lên ý xấu thì hôm nay cũng sẽ không bị mèo cào hư mặt và không trúng chất Hồng Trần Tẫn, hủy đi dung nhan. Đừng nói là mình không biết, mình vô tội, tất cả đều là do gieo nhân nào gặt quả nấy. Mà thôi, nếu không phải Vân Khanh phản ứng mau lẻ, chú ý tới cây quạt bằng tơ nguyệt quang là đặc sản Vân Nam của Bảo Chiêu Nghi mà liên tưởng đến công chúa Quý Thuận, từ đó đề cao cảnh giác thì chỉ sợ lúc này người bị hủy đi dung nhan chính là nàng rồi. Tây Thái hậu không thèm liếc nhìn Bảo Chiêu Nghi thêm lần nào nữa nàng ta chỉ là một cung phi mà nay đã bị hủy dung còn dám vung tay vung chân với công chúa Quý Thuận. Đối với bà thì người như thế không chiếm được nửa điểm thương hại liền lạnh lùng quay đầu đi nói, yên thải, ngươi theo ta vào đây. Công chúa Quý Thuận liếc nhìn Vân Khanh, mặc dù dưới mắt bao người nàng ta vẫn không hề giấu diếm sát ý. Chỉ là một cô nàng quận quân mà thôi, nàng ta sợ cái gì? Thẩm Vân Khanh, ngươi đợi đấy, một lát ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Công chúa Quý Thuận nhìn Vân Khanh khóe miệng mang theo ý cười tàn nhẫn, cho đến khi thanh âm của Tây Thái Hậu trở nên nghiêm nghị, yên thải. Người còn không mau vào đây, thì nàng ta mới theo sát phía sau Tây Thái Hậu vào nội điện. Ngoại tổ mẫu, người bảo con vào đây làm gì? Nét mặt của công chúa Quý Thuận tuy không phục nhưng khi nói chuyện với Tây Thái Hậu ngự khi rõ ràng đã mềm mại rất nhiều, thanh âm non nớt của thiếu nữ làm cho người khác nghe xong liền mềm lòng vài phần trong lòng Tây Thái Hậu tràn ngập tức giận đi vào nội điện, xoay đầu lại nhìn nàng lại thấy gương mặt giống với nữ nhi đã mất của mình thì tức giận trong lòng lại biến thành vài phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn nói, người nói bảo chiêu nghi giúp ngươi làm cái gì. Công chúa Quý Thuận dáng vẻ bất cần vuốt ve con mèo đang ôm trong ngực, hơi chề môi nói, ngoại tổ mẫu, con không thích khuôn mặt xinh đẹp của thẩm vân khanh, giống như hồ ly tinh vậy, không thấy thuận mắt chút nào. Câu nói của nàng chọc giận Tây Thái Hậu đến mức phải ho lên, ma vội vàng đi lên vuốt lưng cho bà. Tây Thái Hậu biết tính tình vị ngoại tôn nữ này không tốt, nhưng bởi vì chuyện của mẹ nàng nên đối với ngoại tôn nữ này bà vô cùng yêu thương. Nhưng khi nghe nàng ta nói như vậy trong ngực bà vẫn có chút nghẹn, ánh mắt lý hơi có vẻ lãnh ý. Sau khi dứt ho, bà nhìn công chúa Quý Thuận đang ngồi ở ghế trên với vẻ mặt vô tâm bất cần liền khiển trách, ngươi thật là hồ nháo. Con làm gì mà hồ nháo? Người nhìn dáng vẻ nàng ta, ánh mắt vừa nhìn chính là câu dẫn lòng người. Nếu biểu ca bị nàng ta câu dẫn thì làm sao bây giờ? Con là đang phòng bị cho tương lai, ngoại tổ mẫu à? Sao người lại nói yên thái không đúng rồi? Công chúa Quý Thuận bất mãn nhìn Tây Thái Hậu, chu môi phản bác nói. Phòng bị này hơi bị trễ. Tây Thái Hậu lại tức giận ho lên, không biết đứa ngoại tôn nữ này của mình tại sao lại không biết phân rõ phải trái. Bà cũng không nhận ra được là tính tình của công chúa Quý Thuận hiện tại chính do bà dung túng mà ra vì trước kia nếu thiên kim nhà ai dám lộ ra một chút ý tư yêu thích ngư phượng đàn thì sẽ bị công chúa Quý Thuận tìm biện pháp thu thập. Chỉ có duy nhất một người thoát khỏi chính là An Ngọc Oánh, chỉ vì mẫu thân của An Ngọc Oánh là thân muội muội của Hoàng hậu lại là nữ nhi tiết quốc công thương yêu nhất nếu không có lẽ An Ngọc Oánh cũng đã sớm không thể tồn tại trên đời rồi. Người nghe lời của ngoại tổ mẫu đi, người không thể cố ý hãm hại Thẩm Vân Khanh nữa, nhất là hủy đi dung mạo của nàng ta. Thanh âm của Tây Thái Hậu bởi vì ho khan trở nên khàn đặc khi nói chuyện hơi lớn tiếng sẽ có chút phá âm do vậy ở trong nội điện trở nên vô cùng bén nhọn. Vì sao? Chẳng lẽ ngoại tổ mẫu thích nàng ta nhiều hơn con sao? Công chúa Quý Thuận đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp ngập tràn nước mắt nhìn Tây Thái Hậu, thanh âm run run mang theo sợ hãi. Dáng vẻ lúc này của công chúa Quý Thuận nếu bỏ qua sự hung hãn cùng lệ khí thì vô cùng giống dáng vẻ mẹ nàng. Tây Thái Hậu nhìn thần thái nàng như thế liền nghĩ đến lúc trước nữ nhi ở phu gia bị khi dễ trong khi mình lại không thể giúp được việc gì do đó ngữ khí tự nhiên liền nhu hòa lại, yên thải. Ngươi mới là ngoại tôn nữ của ai ra, là ngoại tôn nữ duy nhất ai ra làm sao có thể đi thích những người khác mà không thích ngươi được chứ nhưng mà thẩm vân khanh này ngươi không thể động vào nếu nàng ta có việc gì thì người bị xui xẻo chính là ngươi công chúa quý thuận nghe tây thái hậu nói xong biết vừa rồi dáng vẻ của mình đã khiến cho tây thái hậu nghĩ tới mẫu thân mỗi lần chỉ cần nàng làm như vậy thì tự khắc tây thái hậu sẽ mềm mỏng hơn lần nào cũng vậy chỉ là nàng đột nhiên nghĩ đến hôm nay Tây Thái Hậu giữ Vân Khanh ngủ lại trong cung. Việc này thật không giống bình thường mà cũng không phải là một quyết định tùy tiện liền nghĩ lại rồi nhíu mày hỏi, ngoại tổ mẫu, người có chuyện gì giấu con phải không? Đêm nay người giữ nàng ở trong cung không phải là do thích nàng bồi người. Người nói cho con biết đi, nếu nàng ta bị hủy dung thì có quan hệ gì với con? Tây Thái Hậu tiếp nhận ly nước ma ma bưng tới uống một ngụm thấy trong ngực đỡ hơn rất nhiều mới thở dài nói cũng không phải vì ngươi sao? Thái tử Tây vực đến cầu hôn đã nói là giữa ngươi và nàng ta muốn chọn lấy một người làm thái tử phi. Nếu ngươi hủy đi dung nhan của nàng ta thì đến lúc đó ngươi phải đi hòa thân chính là ngươi đó. Tây vực đến cầu hôn, bọn họ dựa vào đâu mà muốn cưới con chứ? Phản ứng đầu tiên của công chúa Quý Thuận là cảm thấy người Tây vực không xứng với mình, ánh mắt tỏ rõ vẻ khinh thường. Tây thái hậu nói: bọn họ thấy người xinh đẹp lại thông tuệ hơn người nên mới đưa ra yêu cầu này. vậy tại sao họ cũng muốn thẩm vân khanh chứ? nàng ta với con sao có thể so sánh được? công chúa quý thuận không thích vân khanh một chút nào cũng là do nàng có đôi mắt phượng xinh đẹp, hơn nữa thân phận lại là con gái của thương nhân đê tiện như vậy thì dựa vào đâu để có thể so với công chúa cao quý như nàng ta? tây thái hậu an ủi mặc kệ như thế nào nếu bọn họ muốn thẩm vân khanh thì người phải đi hòa thân sẽ không phải là ngươi có người thay người gả đến nơi hàn mặc kia chẳng lẽ không tốt sao công chúa quý thuận rốt cục cũng hiểu được chân tướng nàng ta không phải loại người lỗ mãng như nhị công chúa cho dù có ngang ngược kiêu ngạo cũng phải nhìn sắc mặt mà làm và biết khi nào có thể kiêu căng khi nào phải nhượng bộ làm nũng khi nào thì vừa phải ra vẻ nhu thuận do vậy liền vỗ tay cười nói cho nàng ta gả đến Tây Vực đi, cốt đi thật xa, như vậy cho dù có muốn nhìn thì cũng không thấy được biểu ca rồi. Nếu ở giữa đường phái người hủy đi khuôn mặt của nàng ấy, làm cho Thẩm Vân Khanh biến thành người quái dị gà đến Tây Vực rồi bị mọi người ở Tây Vực nhạo báng chửi mắng và tra tấn đến chết, như vậy thì mới là tốt nhất. Tây Thái Hậu nhìn nàng ta bộ dáng ngây thơ, khuôn mặt xinh đẹp khi cười rộ lên làm cho gò má hồng nhuận, hình dáng lộ ra nét tự phụ và kiêu ngạo của hoàng gia thì chỉ cảm thấy hoạt bát đang yêu mới đúng là cuộc sống một công chúa chân chính nên có. Bà một chút cũng không cảm thấy công chúa Quý Thuận nói như thế có gì không đúng mà nghĩ rằng những yêu cầu của công chúa Quý Thuận đều là đúng đắn bởi nàng ta là công chúa hoàng gia do vậy những thứ nên cho hoặc có thể cho thì sẽ tận lực thỏa mãn nàng, như vậy mới xứng là thiên chi kiều nữ điều mà bà chưa bao giờ nghĩ tới là ngự phượng đàn chưa từng nói qua muốn cưới công chúa quý thuận ngược lại thái độ đối với công chúa quý thuận đều là làng tránh mỗi khi gặp mặt đều tỏ rõ thái độ lạnh lùng với nàng ta thậm chí sau khi hiểu rõ ám chỉ của tây thái hậu mà hắn vẫn tỏ vẻ đối công chúa quý thuận hoàn toàn không có hứng thú tây thái hậu không khuyên can công chúa quý thuận ngược lại còn dung túng nàng ta làm điều sàng bậy mà không hề biết đây không phải là trân trọng yêu thương mà là một loại thương tổn biến tướng công chúa quý thuận nghĩ rằng thẩm vân khanh phải đi hòa thân sẽ cút đi rất xa rời khỏi thiên việt nên nàng quyết định trong khoảng thời gian này liền tạm thời không xuống tay đi hủy dung thẩm vân khanh nữa ngay lúc đó có một cung nữ đi vào bẩm báo thái hậu nương nương bệ hạ đã tới tây thái hậu cũng dự đoán trước được điều này Bảo Chiêu Nghi gương mặt bị thương phải mời Thái Y do vậy không thể nào giấu được Minh Đế. Chẳng qua việc mèo cào người này cũng là một cơ hội tốt đối với bà. Chuyện của Thẩm Vân Khanh hôm nay vừa hay có thể giải quyết một lần cho xong. chương 367, Tân chức Quận Chúa, 1 Khi Minh Đế đi vào Vân Khanh đang đứng ở trong thiên điện liền tiến đến hành lễ rồi đứng hầu ở một bên. Tây Thái Hậu cùng công chúa Quý Thuận cũng đi ra, Minh đế nhìn thoáng qua công chúa Quý Thuận rồi nhìn Bảo Chiêu Nghi đang nằm ở một bên khẽ nhíu mày hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành sao lại bị thương ở trên mặt vậy?" Vào lúc Minh đế đến ngực y đã đem tình hình thương thế của Bảo Chiêu Nghi bẩm báo với ông. Bảo Chiêu Nghi là một trong những tu nữ được sủng ái gần đây nên ông cũng có chút thương tiếc. Tây thái hậu biết chuyện hôm nay sẽ không thể âm thầm xử lý được nên nét mặt liền lộ ra vẻ chỉ trích nhìn công chúa Quý Thuận mắng: ngươi cũng thật là. Tự nhiên dùng dược phấn gì đó lại còn để cho con súc sinh kia làm người khác bị thương. Đúng là cũng có chút không phải rồi. Tây Thái Hậu nói vậy dường như đã đem âm mưu phá hủy gương mặt Vân Khanh nói thành do súc sinh không hiểu chuyện gây ra. Có lẽ trước khi Minh Đế đến đã có công nhân bẩm báo chuyện này nên ông đến đây chắc không đơn giản chỉ vì bảo chiêu nghi mà thôi. Làm sao có thể náo loạn như vậy? đây cũng không phải lần đầu tiên con mèo của ngươi làm người khác bị thương. Hôm nay lại còn thả nó đi gây chuyện thì về sau còn ai dám vào cung cùng thái hậu dài sâu chứ? Mình đế nhìn thoáng qua bảo chiêu nghi chỉ thấy dung mạo động lòng người lúc trước nay không còn nữa mà thay vào đó là một tầng băng vải dính đầy máu liền khoát tay để cung nhân nâng nàng ta đi mà không còn một chút thương tiếc nào. Ông quay sang nhìn Vân Khanh khi thấy nàng không bị thương mới yên tâm bởi việc sắp tới phải đưa người đến Tây Vực để hòa thân nếu dung nhan bị hủy thì chỉ sợ thái tử Tây Vực cũng không còn muốn lựa chọn nàng nữa. Tây Thái Hậu và Minh Đế cứ mỗi người một câu, chỉ trong chốc lát đã đem chuyện này giải quyết êm đẹp. Đã có một con súc sinh làm lá chắn nên dù có thể nào chăng nữa cũng sẽ không xử phạt công chúa Quý Thuận. Đây là chỗ thông minh của công chúa Quý Thuận, nàng ta sẽ không để cho người khác nắm được chứng cứ định tội mình mặt khác ý vào sự sùng ái của minh đế và thái hậu rồi dựa vào một chút khôn vặt mà cứ thế làm xong làm bậy bệ hạ vừa rồi bảo chiêu nghi còn nói công chúa quý thuận sai nàng ta hạ thủ với thần nữ mà con mèo này cũng là của công chúa quý thuận nuôi điều này có phải có chút trùng hợp hay không thần nữ vô cùng kinh hoàng không biết mình đã làm điều gì đắc tội với công chúa đến nỗi muốn hủy dung của thần nữ như vậy Vân Khanh vờ như không hiểu được Thái Hậu và Minh Đế đang chuyển hướng sự việc. Ánh mắt nàng không hề e dè nhìn Minh Đế với tư thái cung kính nhưng lời nói lại không hề nhượng bộ. Hôm nay Tây Thái Hậu đã cùng Vân Khanh nói chuyện cả một ngày nên nghĩ rằng Vân Khanh là người biết tiến biết lùi nhưng lúc này lại phát hiện nàng không có dịu dàng nhu thuận, không chịu nín nhịn khi bị khi dễ như trong tưởng tượng của mình nên bà cảm thấy có chút không hài lòng. Bọn họ cũng đã nói công chúa Quý Thuận không đúng rồi, mà Thẩm Vân Khanh vẫn chưa chịu bỏ qua. Chẳng lẽ còn muốn khiến công chúa Quý Thuận bị phạt mới vừa lòng hay sao? Minh đế cũng có chút bất ngờ, ông chưa từng nghĩ rằng Vân Khanh lại không chịu thoái nhượng mà trực tiếp nói ra âm mưu lúc nãy của công chúa Quý Thuận. Tính tình bộc trực như vậy không phải không có lợi bởi làm người được chọn đi hòa thân sẽ đại diện cho đại ung cho nên một nữ tử không chịu từng bước nhượng bộ như nàng thì khi gả đến quốc gia khác cũng khiến cho người ta có một cái nhìn ấn tượng với đại ung. Có thể thấy suy nghĩ của Tây Thái Hậu và Minh Đế là hai tư tưởng hoàn toàn khác nhau. Tuy cả hai đều cảm thấy bất ngờ với thái độ của Vân Khanh nhưng tư tưởng của Minh Đế lại xuất phát từ góc độ vì lợi ích của toàn cục. Gương mặt Tây Thái Hậu có chút lạnh lùng nói, thẩm Vân Khanh, ai ra cũng đã nói rõ rồi. Bảo chiêu nghi là vì bị kinh hách nên nói năng lung tung còn con mèo này chẳng qua là trùng hợp đi qua. Người nói như vậy chẳng khác nào là bảo công chúa quý thuận có điều gì bất mãn với ngươi hay sao? Bị Tây Thái Hậu chất vấn khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khanh cũng trở nên lạnh lùng, bảo chiêu nghi bị thương ở mặt chứ không phải là đầu óc. Là nàng ta hồ ngôn loạn ngữ hay là do công chúa quý thuận gây ra thì Tây Thái Hậu cứ hỏi thử công chúa quý thuận xem như thế nào tây thái hậu rõ ràng thiên vị công chúa quý thuận do vậy vân khanh cũng không tính cùng bà tranh luận nàng nhìn công chúa quý thuận nói tiếp ta biết công chúa quý thuận thân phận cao quý không giống với ta người là công chúa cao cao tại thượng về sau có phò mã hết lòng quan tâm chăm sóc dỗ dành mà thần nữ chỉ là con gái của một gia đình bình thường nếu không còn dung mạo thì về sau khó có thể kết hôn được ta cũng không muốn nói gì nữa chỉ muốn hỏi công chúa điện hạ một câu Việc này thật sự có liên quan đến người hay không? Đúng là không biết lượng sức, Tây Thái hậu thầm mắng và nhìn Vân Khanh với vẻ mặt khó chịu. Nếu không phải là còn cần Vân Khanh đi hòa thân thì giờ phút này bà sẽ không mần ngại mà dùng tội danh phỉ báng công chúa xử phạt nàng 20 đại bản. Nàng ta là cây thá gì mà dám chỉ trích Hùng Yên thải chứ? công chúa quý thuận đang đứng ở một bên yên lặng nhìn vân khanh với ánh mắt đầy vẻ chờ mong tây thái hậu trừng phạt nhưng khi nghe xong lời của vân khanh nói ánh mắt của nàng ta bỗng nhiên thay đổi liền bước đến quỷ xuống trước mặt hai người tỏ vẻ ăn năn và lớn tiếng nói ngoại tổ mẫu hoàng cửu cửu cậu chuyện này đúng là do yên thải gây nên xin hãy trách phạt yên thải tây thái hậu nghẹn hỏng nhìn chằm chằm công chúa quý thuận Bà đã nghĩ là Quý Thuận sẽ làm ra chuyện phản bác, nhưng không ngờ nàng ta lại tự mình quỳ xuống thỉnh phạt và thừa nhận chuyện này là do mình gây ra. Ngay cả Minh đế cũng cảm thấy kinh ngạc, hơi nheo mắt nhìn Vân Khanh rồi mới lên tiếng hỏi: "Yên Thải, ngươi có biết mình vừa nói gì không?" Chuyển biến này thật kỳ lạ, tuy ông sủng ái Hùng Yên Thải, nhưng không có nghĩa là không hiểu tính cách của nàng ta như thế nào cho nên tình huống này có chút khác lạ ông không rõ vì sao công chúa quý thuận lại đột nhiên thừa nhận việc này là do nàng ta tạo ra công chúa quý thuận làm như không thấy sự kinh ngạc của hai người tiếp tục nói vì lúc ở trên đường về nhà con và vân khanh đã xảy ra tranh chấp nàng ta tham gia thi đấu đứng hạng hai nên trong lòng yên thải không thích do vậy chỉ muốn làm gì đó để trả thù nàng ta hôm nay thấy nàng ta ngủ lại trong cung liền sắp xếp thời gian rồi suối bảo chiêu nghi động thù bằng cách dùng móng vuốt con mèo làm nàng ta bị thương. Càng nghe công chúa Quý Thuận nói thì sắc mặt Tây Thái Hậu càng trở nên khó coi, cắn răng nói, yên thải, ngươi không phải là bị chúng mê dược gì chứ. Sự kiện kia rõ ràng là một chuyện ngoài ý muốn, ngươi tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy được. Là con làm, ngoại tổ mẫu, là yên thải khiến mọi người thất vọng rồi. Công chúa Quý Thuận không chịu nói khác đi mà còn hướng hai người họ dập đầu cầu khẩn. Những lời quận quân Vận Ninh vừa nói ra khiến Yên Thải cảm thấy hành vi của mình rất thất thố nên xin ngoại tổ mẫu trừng phạt dáng Yên Thải xuống làm quận chúa để chấn an lòng người. Vào lúc Tây Thái Hậu nghe Quý Thuận xin được dáng làm quận chúa đã bị chọc giận đến run người, ngay sau đó liền ngồi bệt xuống đất thở dốc Sắc mặt bà trở nên tái nhợt, chán vã mồ hôi thỉnh thoảng còn ho khan trong lúc hít thở còn có thể nghe được âm thanh khò khè nơi lồng ngực công chúa quý thuận thấy vậy rất sợ hãi không biết tây thái hậu vì sao lại như vậy liền quát lên với công nữ bên cạnh còn không mau dìu tây thái hậu lên giường công nữ sợ tới mức nhảy dựng vội vàng đi lên đỡ tây thái hậu nào ngờ các nàng chưa động chạm còn đỡ đến lúc chạm vào lại khiến tây thái hậu càng khó chịu bật ho lớn thậm chí mắt trợn trắng ra mau dừng tay Minh đế vừa thấy động tác của bọn họ lập tức quát lớn. Mấy người công nữ lập tức dừng lại, tay chân luống cuống đứng một bên. Một người nội thị lanh lợi đã nhanh chóng chạy đi mời ngự y. Ngự y vừa giúp bảo chiêu nghi chuẩn đoán xong liền quay về thái y viện lấy thuốc do vậy lúc này muốn quay lại cần phải có thời gian. Mình đế nhìn Tây Thái Hậu nằm trên đất sốt ruột mắng, các ngươi hầu hạ kiểu gì mà bệnh hen xuyến của Tây Thái Hậu lại phát tác như thế. Cung nữ bị dọa sắc mặt trắng bệch liền quỳ dạp trên mặt đất nói, bệ hạ, nô tỳ không biết. Không biết, hỏi cái gì cũng không biết. Minh đế đá văng cung nữ, ven áo choàng ngồi xổm xuống lo lắng hỏi, mẫu hậu, người cảm thấy thế nào rồi? Có nghe được nhi thần nói chuyện không? Tây Thái Hậu nằm trên đất không ngừng ho khan không trả lời minh đế, đôi mắt càng trợn càng trắng và dần dần lòng đen bị chồng trắng thay thế hoàn toàn vân khanh quan sát tất cả lông mi nhíu lại trầm ngâm suy nghĩ bộ giảng của tây thái hậu như vậy nếu ngự y không tới kịp chỉ sợ sẽ không qua khỏi lúc này không thể để tây thái hậu xảy ra chuyện gì được nghĩ đến đây vân khanh từ trên ghế lấy một cái gối ôm nhanh chóng đến ngồi cạnh tây thái hậu rồi nâng tay bà để lên Công chúa Quý Thuận vừa thấy Vân Khanh muốn chạm vào Tây Thái Hậu thì sợ nàng sẽ làm ra chuyện gì bất lợi vì vừa rồi Tây Thái Hậu muốn bảo vệ mình mà chuẩn bị trừng phạt Vân Khanh. Do vậy đưa tay ra ngăn lại nói, người cũng không phải là ngự y, không nên chạm vào ngoại tổ mẫu. Nếu không phải là sợ Tây Thái Hậu chết khiến kế hoạch của nàng bị đảo lộn thì Vân Khanh cũng không buồn cứu giúp. Nếu người muốn cứu Thái Hậu thì không nên ngăn cản ta. Sắc mặt Vân Khanh thay đổi, trong mắt tràn ngập lãnh ý kiên quyết nói và đem động tác của công chúa quý thuận ngăn lại tiếp đó quay đầu nói với minh đế bệ hạ thần nữ biết phương pháp trị bệnh cho người bị hen suyễn do vậy hãy cho phép thần nữ thử một lần giúp tây thái hậu bảo toàn tính mạng tức thời để đợi ngự y đến minh đế nhìn tây thái hậu sắc mặt trắng bệnh hô hấp khó nhọc mỗi lần thở phát ra tiếng khò khè nên quay sang nhìn vân khanh thấy nàng có vẻ kiên định ánh mắt bình tĩnh khiến người khác cảm thấy nàng có biện pháp nên gật đầu nói, ngươi hãy thử xem sao. Nếu Thái Hậu vì ngươi mà xảy ra chuyện gì, chấm nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy Minh Đế đã mở miệng nên đương nhiên những người khác cũng không tiếp tục ngăn cản. Vân Khanh gọi một cung nữ giúp nàng đỡ Tây Thái Hậu ngồi dậy sau đó lấy một ngờ, ôi ôm để lên người cung nữ làm chỗ dựa giúp Tây Thái Hậu có thể từ từ mang ngả đầu ra phía sau. Tiếp đó nàng dùng tay trả ấn chỗ hộ khẩu hợp cốc trên tay Tây Thái Hậu, vừa làm vừa nói với bà, xin người dùng lực làm vài động tác nuốt nước miếng, giống như thường ngày nuốt đồ ăn thức uống vậy. Sau khi được Vân Khanh đỡ ngồi dậy, Tây Thái Hậu cảm thấy cả người như nhẹ nhõm một chút, đến lúc được Vân Khanh ấn ở trên tay thì hô hấp cũng không còn khó khăn nữa, cơn ho đã đỡ hơn mà sắc mặt không còn trắng đến dọa người như lúc trước. Do vậy khi nghe thấy lời nàng nói liền lập tức cố gắng làm vài động tác nuốt nước miếng nhờ đó đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Minh đế thấy thần sắc của Tây Thái Hậu đã tốt hơn liền nhẹ giọng hỏi, mẫu hậu cảm thấy thế nào rồi? Đỡ nhiều rồi. Tây Thái Hậu nghe thấy con trai hỏi và có thể mở miệng trả lời khiến trong mắt Minh đế lộ ra nét mừng rỡ. Lúc nãy còn thấy bộ dáng của Tây Thái hậu có vẻ như sắp chết đến nơi nhưng chỉ trong vòng chưa đến một khắc đã có thể mở miệng trả lời câu hỏi của Minh đế. Công chúa Quý Thuận nhìn Vân Khanh, ánh mắt biến hóa khó lường mang theo một chút lạnh lùng. Vân Khanh nghe thấy Tây Thái hậu trả lời trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Kinh nghiệm thực tế của nàng không nhiều nhưng từ lúc Tây Thái hậu phát bệnh trong lòng nàng đã có phán đoán là bị hen suyễn cho đến khi nghe Minh Đế nói thì mới hoàn toàn khẳng định được bệnh tình của Tây Thái Hậu. Tiết trời thu đông chính là thời kỳ bộc phát của căn bệnh này. Mặt khác Vân Khanh cũng để ý thấy trong điện của Tây Thái Hậu tuy rằng rất hoa lệ nhưng lại không có một chút khói hương, cũng không có bình hoa tươi nào bày trong nội điện. Những điều này chính là để tránh không cho bệnh hen xuyễn có thể tái phát. Lúc nãy Tây Thái Hậu rõ ràng là do bị kích động nên dẫn đến phát bệnh. Đây đều là kinh nghiệm đúc kết lại khi nàng ở Dương Châu được Vân Lão Thái Gia cho tiến hành diễn tập đại phu và bệnh nhân. Hôm nay nếu không phải sợ ảnh hưởng đến những việc về sau thì nàng cũng sẽ không nhúng tay vào. chương 368, Tấn chức quận chúa, 2 Ngự y đến Khi nội thị mời ngự y tiến vào các cung nữ nhanh chóng nhường đường, Minh Đế cũng đứng lên để ngự y bắt mạch cho Tây Thái Hậu. Ngự y nhìn Thái Hậu ngồi ngả người ra phía sau, Đầu được đặt lên trên gối thì trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng ngồi quỳ trên đất bắt mạch cho Thái Hậu. Cũng may bình thường bệnh hen xuyến của Thái Hậu là do hắn phụ trách nên sau khi chuẩn đoán liền kê một đơn thuốc rồi bẩm báo với Minh Đế. Mà mà hỏi ý ngự y xong dìu Tây Thái Hậu ngồi dậy. Tây Thái Hậu ăn xong viên dược hoàn do ngự y đem đến cảm thấy đỡ hơn trước nhiều, nhưng cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên pha lẫn hiếu kỳ nhìn Vân Khanh. Công chúa Quý Thuận đứng ở bên cạnh Tây Thái Hậu, đôi mắt sáng rỡ nhìn Vân Khanh nói, không ngờ quận quân Vận Ninh lại giỏi như vậy, ngay cả bệnh hen xuyến cũng nắm rõ thế. Vân Khanh liếc nhìn nàng ta trong mắt phượng thoáng có ý cười quay đầu nói với Minh Đế, lúc còn ở Dương Châu trong nhà thần nữ cũng có người bị bệnh hen xuyến cho nên biết được một vài động tác cấp cứu. Vân Lão Thái Gia đã từng nói rõ một khi chưa được ông ấy chính thức cho phép xuất sư thì không thể cho người ngoài biết được nàng là đệ tử của ông cho nên Vân Khanh không nói ra việc mình đã có học y thuật. Điều này cũng coi như nàng che giấu một phần thực lực. Mình đế nghe vậy trong mắt lại nhiễm chốt lành y nói với công chúa Quý Thuận, ngươi ở bên cạnh Tây Thái Hậu cũng đã lâu nhưng chưa từng thấy ngươi tìm hiểu cách trị liệu bệnh hen xuyến bao giờ. Vậy mà lúc này còn nói năng không suy nghĩ như thế thật chẳng đúng với tác phong của hoàng gia. Công chúa Quý Thuận nghe ông nói vậy liền dùng bộ dáng nhu thuận gật đầu nói là yên thải không hiểu chuyện, tự thấy mình không xứng với thân phận công chúa. Kính xin bệ hạ dáng yên thải làm quận chúa. Lần này Tây Thái Hậu nghe thấy công chúa Quý Thuận nói với vẻ mặt chấn định dường như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt lóe lên tia sáng và không còn tiếp tục tức giận mà ngược lại nói hành vi lần này của ngươi đúng là không thỏa đáng. Ngược lại để Vân Khanh tiến công phải chịu khổ rồi, nàng thiếu chút nữa bị ngươi nhẫn tâm hủy đi dung mạo vậy mà cũng không có một chút oán hận nào đã cứu ai ra một mạng. Hoàng đế, ai ra thấy chúng ta nhất định phải trọng thường cho Vân Khanh mới được. Mình đế nghe vậy nét mặt tươi cười nhìn Vân Khanh gật đầu dặn dò, truyền khẩu dụ của chấm, quận quân vận ninh trước đây đã cứu chấm tiếp đó lại cứu chưa thái hậu nhân hiếu đều có cho nên đặc phong quận chúa vận ninh. Lời nói vừa thốt ra, từ công nhân cho đến thái y có mặt ở đây đều ngần người. Với thân phận con gái của một thương nhân mà lại được phong từ tam phẩm quận quân đến nhất phẩm quận chúa, có thể nói ở Đại Ung từ khi khai quốc đến nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Vân Khanh nghe vậy trên mặt khẽ nở nụ cười, quỳ xuống tạ ân, thần nữ đa ta bệ hạ và thái hậu phong thường. Mình đế gật đầu để nàng đứng lên, sau đó hướng công chúa Quý Thuận nói, hành vi của ngươi hôm nay khiến gương mặt bảo chiêu nghi bị phá hủy lại khiến thái hậu phẫn nộ suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng. Có thể thấy là trẫm đã quá dung túng ngươi rồi, hôm nay dáng làm quận chúa Quý Thuận hy vọng sau này ngươi biết sửa đổi sẽ không tái phạm nữa. Mặc dù bị giáng xuống một cấp thế nhưng công chúa Quý Thuận lại không có chút khó chịu, ánh mắt tỏa sáng dường như so với Vân Khanh còn vui gấp 10 lần liền quỳ xuống nói, Yên Thải nhất định cẩn trọng nghe theo lời dạy bảo. Mình đế rất hài lòng nhìn quận chúa quý thuận dịu ngoan tạ ân. Ánh mắt ông thâm trầm nói với Vân Khanh, hôm nay ngươi hãy ở chỗ Thái Hậu nghỉ ngơi, ngày mai chấm sẽ cho người đưa ngươi hồi phù. Đa tạ bệ hạ, Vân Khanh nhu thuận tạ ân. Minh Đế gật gật đầu sau đó căn dặn Tây Thái Hậu nghỉ ngơi thật tốt rồi sải chân bước ra ngoài điện. Hôm nay quả thật yên thải có chút náo loạn mà Hoàng Đế cũng đã xử phạt nàng ta rồi do vậy ngươi không nên cảm thấy khó chịu nữa. Nào, đến đây, yên thải mau xin lỗi quận quân vận ninh đi. Thần sắc Tây Thái Hậu yếu ớt nhưng tâm cơ lại không suy yếu, bà kéo quận chúa quý thuận hướng về phía Vân Khanh xin lỗi trong lời nói nhấn mạnh phong vị hiện tại của vân khanh quận quân vận ninh điều này thể hiện ý tứ rất rõ ràng vừa rồi con ta đã cho ngươi thăng liền hai cấp mà bây giờ yên thải lại xin lỗi ngươi chỉ sợ ngươi chịu không nổi ai ngờ vân khanh tuyệt nhiên không khách khí làn váy dài hồng thẫm nhẹ đưa theo làn gió thổi từ cửa vào mang theo một chút lành lạnh lướt qua làn da đôi mắt nàng chăm chú nhìn quận chúa quý thuận tây thái hậu vốn tưởng rằng nàng sẽ khách khí ai ngờ vân khanh không nói chuyện mà im lặng đợi quận chúa quý thuận nói lời xin lỗi trong lòng bà nghẹn lại đồng thời nhận ra là thiếu nữ trước mặt này sẽ không chịu bị một chút thiệt thòi nào nhưng lúc nãy bà đã nói ra chẳng lẽ bây giờ lại có thể nuốt lời nên đành đầy nhẹ quận chúa quý thuận đang trưng ra vẻ mặt vô cùng không tình nguyện nói yên thải con không xin lỗi đi tại sao con phải xin lỗi nàng ta nàng ta có tư cách gì chứ quận chúa quý thuận nhìn vân khanh với vẻ khinh thường sau khi nói xong liền ngoảnh mặt đi. Vân Khanh khẽ cười, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng như có một ngọn lửa đang nhảy múa. Chính vì ngươi làm sai nên Tây Thái Hậu mới muốn ngươi xin lỗi ta. Ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng nhưng biểu hiện trên gương mặt nàng lại khiến người khác cảm thấy nàng đang nhạo báng. Quận chúa quý thuận nhìn vào càng cảm thấy không thuận mắt nên khẽ nhíu mày nói một cách gay gắt, ngươi có thân phận gì mà muốn ta xin lỗi chứ? xem ra vị từng là công chúa này còn chưa hiểu rõ thân phận của nàng ta cũng may mình chính là người cực kỳ có tính nhẫn nại nghĩ vậy nên vân khanh bình thản đáp lại nếu nói về thân phận bây giờ hai chúng ta đều là quận chúa còn nếu nói về đạo lý thì cũng chính công chúa quý thuận tự mình thừa nhận đã làm sai mới để cho bệ hạ giáng cấp xuống chẳng lẽ lúc nãy ta nghe nhầm rồi sao tây thái hậu đang ngồi trên ghế nóng giận vừa dịu đi lúc nãy bây giờ lại dâng lên Nghĩ đến mục đích Minh Đế Phong Thẩm Vân Khanh làm quận chúa nên đành phải chấp nhận coi như cho nàng ta chút lợi ích nhỏ do vậy nói với quận chúa Quý Thuận, yên thải, mau xin lỗi. Một lần nữa lại bị Tây Thái Hậu lớn tiếng mắng nên gương mặt quận chúa Quý Thuận tràn ngập tức giận. Nàng ta đột nhiên nở nụ cười, sắc hồng trên mắt khiến nàng trở nên đặc biệt thuần khiết. Khẽ lau đi đường chỉ cố ý kẻ mắt, một tay nàng ta sách lấy con mèo cung nữ đang ôm rồi cười nói con mèo này đụng chạm đến quận chúa Vận Ninh khiến ta vô cùng khó chịu vậy thì để cho nó xin lỗi quận chúa Vận Ninh đi. Nàng ta nói xong liền dùng một tay rắc rắc bẻ gãy cổ con mèo. Mèo trắng trước khi chết phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm làm các cung nữ xung quanh bị dọa cho sợ hãi lông tơ dựng đứng. Ngược lại quận chúa Quý Thuận lại vô cùng vui vẻ, hưng phấn ném con mèo đã trợn trắng mắt xuống đất rồi quay đầu đi ra khỏi từ Ninh Cung. Tây Thái Hậu nhìn con mèo chết nằm trên đất, đôi mày hơi nhíu lại. Đến khi công nữ cố gắng nhịn đi cảm giác muốn nôn nao đem con mèo ra ngoài thì bà mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Nét mệt mỏi trong mắt hiện ra, bà vẫy tay nói, ai ra mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đã. Mục đích hôm nay gọi Vân Khanh tới coi như đã đạt được. Tuy rằng cách thức không giống như trong dự định nhưng cuối cùng cũng đã danh chính ngôn thuận phong cho Vân Khanh làm quận chúa chỉ cần đợi đến khi diễn ra yến tiệc sứ giả Tây Vực đưa ra đề nghị cầu thân thì có thể lập tức chỉ hôn cho nàng rồi. Thần nữ cung tiễn Tây Thái Hậu Vân Khanh cung kính hành lễ sau đó dưới sự dẫn dắt của cung nữ nàng đến nghỉ ngơi trong một căn phòng đã được bố trí lúc đầu bên cạnh từ Ninh Cung. Quận chúa quả thật phúc khí thật tốt, bệ hạ và Tây Thái Hậu đều rất coi trọng người. Cung nữ đang dọn giường không ngừng nói lời nịnh nọt, ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Vân Khanh lạnh nhạt nhìn nàng ta nói, đúng vậy, ta thật tốt số. Vân Khanh đối đãi với mọi người luôn ôn hòa hữu lễ do vậy công nữ kia cũng cảm thấy nàng là một người dễ nói chuyện nên có chút ý muốn nịnh bờ. Sau khi dọn xong giường liền quay người dâng lên một ly trà nói tiếp, bình thường, công. Quận chúa Quý Thuận nếu phạm lỗi thì Tây Thái Hậu và Bệ Hạ cũng sẽ không trách tội nàng ta. Mà quận chúa cũng thật lợi hại, còn biết cách cứu người nữa nàng ta hiếp mí cười dáng vẻ nhìn rất ngây thơ, Vân Khanh cười nhạt nói, bỏ ra một phần lại thu hoạch một phần khác. Nếu người cố gắng biết đâu sẽ có ngày cũng đạt được. Lời nói này nghe ra có chút ẩn ý, Công nữ nâng mắt quan sát Vân Khanh thấy gương mặt nàng vẫn bình thản không có bất kỳ ẩn ý gì khác, nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút gì đó khó hiểu liền im lặng lui xuống. Đợi cung nữ đi khuất, Vân Khanh đến mở cửa sổ ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết đang bị đám mây đen dần dần che khuất. Ánh mắt nàng lấp lánh, đôi môi khẽ mỉm cười hưởng thụ cảm giác lành lạnh do gió đêm thổi vào mặt. Cùng nữ kia cũng coi như biết nhìn sắc mặt đã tự rời đi. Tây Thái hậu đúng là rất buồn cười, bà ta không ngừng sai người ở bên cạnh mình nói những điều này dĩ nhiên là muốn mình ghi nhớ phần phong thường. Đối với người khác, có lẽ việc được phong làm quận chúa chính là vinh dự vô cùng là điều mà những nữ tử bình thường khó có thể đạt được. Nếu dùng một câu thô tục chốt diễn tả thì có chút giống như trên tổ mộ nổi lên một làn khói xanh. Nhưng Vân Khanh hiểu rất rõ ràng hành động này mang ý nghĩa gì. Đêm thất tịch trước có sự xuất hiện của vị đài chủ kia thì chưa làm cho người khác cảm thấy có gì kỳ quái. Nhưng cho đến hội thưởng cúc thì nàng ta lại xuất hiện một lần nữa đồng thời mang theo hai vật có giá trị không nhỏ và lại một mực muốn đưa cho người khác do vậy vân khanh liền nổi lên nghi ngờ trên đời này không thể nói ai cũng coi tiền như mạng nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể tiêu tiền như nước cho dù là gồm nước bằng trầm thủy ngàn năm hay là ngọn băng mọc lam điệp đăng thì cái nào cũng là chân phẩm hiếm thấy ngay cả thẩm mậu thường đi thu thập những thứ chân quý danh phẩm cũng khó mà gặp được những món đồ tốt như vậy có thể thấy đại chủ kia xuất thủ bất phàm đã vượt qua rất nhiều người. Lần đầu tiên không thể trao tặng lại còn muốn có lần thứ hai đem nó giao ra. Người như vậy nếu không phải đầu óc có vấn đề thì chính là có ý đồ gì đó. Có thể đặt ra một câu đố khác thường như vậy nhất định không thể là người không có đầu óc nên dĩ nhiên sẽ thuộc về tình huống thứ hai. Mặt khác lúc ấy lại có sự xuất hiện của quận chúa Mộc Vũ của Bình Nam Vương Phù. Nàng ta chính là đại diện cho Mộc Gia võ tướng thế gia của Đại Ung. Thời điểm đi đến lại vừa đúng dịp trò giải đố của hội thưởng quốc bắt đầu do đó làm người ta nghĩ đến có chuyện khác phát sinh. Đại Ung quốc khố trống giống, tuy điều này không được công bố nhưng lúc phương Bắc hạn hán minh đế cần một lượng lớn ngân lượng làm cho thẩm mậu phải dỡ bỏ từ đường bằng bạc. Rồi Liên Hợp Phú Thương Giang Nam cùng nhau quyên góp cho quốc gia đã tiết lộ ra phần nào tình huống. Hơn nữa vụ án của phụ thân Tần Thị đã khiến quốc khố thâm hụt lớn, có thể nói là gần như một nửa quốc khố cho nên mới khiến Minh Đế nổi trận lôi đình. Việc này đã liên lụy đến rất nhiều gia phủ, ngay cả người cầu tình cũng đều bị giam vào lao mục. Liên kết những việc này với nhau Vân Khanh đã có thể khẳng định rằng gần đây chắc chắn sẽ có sứ đoàn muốn tiến vào kinh, mà sứ đoàn này rất có khả năng chính là nước Tây Vực lâu nay vẫn cùng đại ung chiến trận không ngừng cho đến đầu năm nay bị ngự phượng đàn đánh bại. Bởi vì đại ung quốc khố chống không, tây vực bị một kích nặng nề hai nước muốn tạm thời ngừng đánh đợi hồi phục sinh cơ điều này cũng đã nói rõ mục đích mà vị đài chủ kia xuất hiện hai lần vì muốn kiểm tra trí lực và phản ứng mà hai lần này đều chỉ nhắm vào nữ tử hơn nữa còn đem ra phần thưởng đều là những món hàng thượng đẳng để thu hút những thiên kim khuê tú ngày thường đã nhìn quen kỳ chân dị bảo chính vì đối tượng đi tây vực hòa thân chắc chắn không phải là nữ tử bình thường ít nhất phải là nữ nhi của quan viên có địa vị trong triều vì vậy đông đại lộ trong yến hội thất tịch chính là lựa chọn tốt nhất. Người Tây Vực dùng phương pháp này để chọn người mình muốn, có thân phận thích hợp, tướng mạo xinh đẹp và còn phải thông minh để làm người hòa thân. Hôm nay Minh Đế cho nàng thăng liền hai cấp, phong làm quận chúa. Có lẽ rất nhanh thôi người hoàng gia sẽ đem nàng dưới danh nghĩa hòa thân mà bán đến Tây Vực. Để gả cho thái tử Tây Vực thì không thể là một quận quân, ít nhất cũng phải có chức quẩn chúa thì mới có thể đủ phân lượng đúng là diễn kịch trước tiên phong nàng làm quận chúa sau đó mang nàng tặng cho tây vực còn đối với công chúa quý thuận minh đế và tây thái hậu lại gả nàng ta cho ngự phượng đàn để lót đường bởi vì điều lệ phò mã mới ban ra có quy định rõ nếu đã cưới công chúa thì không thể làm quan nhưng minh đế lại không nỡ bỏ qua năng lực mang binh đánh giặc của ngự phượng đàn mặt khác cần vương cũng sẽ không đồng ý thế tử của mình trở thành một phò mã vô dụng cả đời lấy lòng hầu hạ nương tử. Cho nên việc đem công chúa quý thuận giáng làm quận chúa quý thuận tất cả mọi việc diễn ra đều là thuận nước đầy thuyền, không những sau này dễ dàng tứ hôn cho hùng yên thải và ngự phượng đan mà còn có thể tạo ân tình lớn đối với vân khanh. Người xem, mình đế vì người cũng đã đem công chúa mình dùng ái nhất giáng làm quận chúa ngươi còn không cảm động được sao? không thể vì vua mà làm việc sao đúng là một nước cờ lớn một vòng tròn thật lớn chỉ tiếc là ván cờ chưa đi đến nước cuối cùng nên ai thắng ai thua vẫn khó mà nói trước được phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn